Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Con Số 8. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video hướng dẫn các bạn kiếm tiền từ việc chơi game. Cụ thể là game Axie Infinity. Hãy cùng mình bắt đầu nha. Như các bạn cũng đã biết thì Play to Earn là một xu hướng đang rất là hot tại thời điểm hiện tại. Play tức là chơi game, còn Earn là mình sẽ kiếm tiền. Play to Earn là mình sẽ kiếm tiền được từ việc chơi game. Và trong tất cả những cái game Play to Earn á, thì Jenny vẫn nghĩ là Axie Infinity là cái tên sáng giá nhất. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để kiếm tiền từ Axie Infinity. Như trên màn hình thì đây chính là Axie Infinity. Trước khi tìm hiểu về Axie thì mình cùng đi qua một chút, đó là Sky Mavis. Thì Axie Infinity là game cho đến thời điểm hiện tại là tháng 7 năm 2021, đó là game đầu tiên và là game duy nhất của Sky Mavis. Các bạn lên website skymavis.com, xong rồi mình kéo xuống phần dưới cùng thì chúng ta có thể thấy được đó là partner, là những đối tác của Sky Mavis rất là lớn. Binance nè, AV nè, Delphi, Kyber, MakerDAO vân vân, rất là lớn ha. Rồi, vậy thì có một điểm đặc biệt nữa là Sky Mavis hay là Axie á, là team, đó là team của người Việt Nam. Các bạn có thể vào phần team rồi chúng ta xem qua một chút về văn phòng và những con người ở đây. Và một nhân vật rất là đặc biệt trong team mà mình muốn giới thiệu với các bạn, đó chính là anh Trung. Anh Trung là CEO và là co-founder của Sky Mavis và Axie. Thì Con Số 8 của mình đã có một buổi nói chuyện, trò chuyện với anh Trung rồi. Và các bạn lên YouTube của Con Số 8 TV á, thì có thể bấm vào Crypto Lighthouse 06 giải mã Axie Infinity. Thì đó là một buổi tối nói chuyện rất là vui. Anh Trung cũng cực kỳ giản dị và thân thiện luôn. Cho nên là mình rất là quý anh Trung cũng như là team Axie. Họ đã có những cái thành công nhất định trong cái lĩnh vực gaming, blockchain gaming NFT này. Ok, vậy thì mình cũng nói luôn, đó là chúng ta sẽ kiếm tiền trong game bằng cách nào. Mình sẽ kiếm bằng hai nguồn ha. Thì các bạn vào Axie Infinity, các bạn sẽ thấy thứ nhất đó là SLP. Rồi, ví dụ mình bấm vào chữ Quest ha, các bạn có thể thấy cái bình mà có nước màu hồng ở trong á, thì đó chính là cái logo của token SLP. Và cái thứ hai đó là token AXS. Rồi, đang hơi lắc một chút cho nên là mình không biết là các bạn có thể xem được hay không. À đây, các bạn bấm vào chữ reward này. Đó, đây là AXS. Thì mình sẽ kiếm từ AXS và SLP. Rồi sẽ kiếm như thế nào thì mình sẽ cùng qua, mình sẽ coi bên này một chút ha. Đầu tiên là token quản trị của Axie, đó là AXS. Thì mình gọi là tắt là Axie cho nhanh nha. Axie thì các bạn có thể thấy chart của nó maximum thì là kiểu cực kỳ tăng trưởng rồi đúng không? Con số 8 cũng đã có rất là nhiều bài viết về sự tăng trưởng của giá AX này. Thứ hai nữa là trong 7 ngày qua thì mọi người có thể thấy trên Coinco đó là từ 15 đô vào ngày 21 tháng 7 xong rồi tăng trưởng đến ETH là gần 50 đô. Thì các bạn lấy 50 đô chia cho 15 đô là tăng trưởng ít bao nhiêu lần. Và cho đến thời điểm hiện tại là ngày 27 tháng 7 thì giá vẫn quanh quẩn ở vùng khoảng tầm 30 mấy đến 40 đô. Rồi, thì Axie token quản trị này cũng đã được list trên những sàn lớn như là Binance, Huobi. Đó, thì các bạn có thể, nếu như mà các bạn earn được AXS á, thì các bạn có thể lên Binance để bán. Thứ hai nữa là token tên là SLP. Rồi, mình nhắc lại một lần nữa, đó là chúng ta sẽ không kiếm tiền Việt Nam đồng hay là USDT trực tiếp từ game Axie, mà chúng ta sẽ kiếm qua hai cái đồng, đó là đồng SLP và đồng AXS. Khi mà các bạn đã kiếm được hai cái đồng này rồi á, thì các bạn lên sàn để các bạn bán lấy USDT, rồi từ USDT đổi qua Việt Nam đồng, chứ chúng ta không kiếm trực tiếp tiền trực tiếp ở trên Axie ha. Ok, qua SLP thì các bạn có thể thấy đó là giá quanh quẩn ở vùng khoảng 0.26, nó đã giảm một chút rồi. Hôm qua hôm kia thì nó đang ở vùng khoảng 0.3. Sau khi mà đâu rồi? Đây thì SLP cũng được list trên những sàn lớn như là Binance hay là Uniswap. Các bạn earn được SLP thì các bạn có thể lên Binance để bán lấy USDT, được chưa? Rồi, thì Axie này đang ở market cap rất là lớn nè, các bạn có thể thấy market cap của nó đang ở hơn 2 tỷ đô. Đó, cực kỳ lớn ha. Và cái độ uy tín của Axie thì như là mình đã nói, các bạn hoàn toàn có thể tự tìm hiểu được. Rồi, sau khi mà các bạn có SLP rồi á, ví dụ như mình có SLP trong game, đây
mình sẽ có bấm vào inventory, mình có 682 SLP chẳng hạn, thì chúng ta sẽ truy cập vào marketplace.xinfinity.com, chúng ta vào phần My Account, sau đó bấm vào Claim Token. Đó thì nó sẽ hiện ra cái Smooth Love Potion, tức là cái SLP này. Mình bấm vào Claim SLP. Đó, Claim SLP hiện tại chưa claim được, bởi vì mình chỉ claim được 2 tuần một lần là nó sẽ cho mình claim. Hiện tại là mình chưa có chơi đủ 2 tuần, cho nên đến ngày 6 tháng 8 thì mình mới claim được. Đó, thì sau khi mình claim SLP xong là SLP nó sẽ gửi vào ví của mình, sau đó mình lấy ví của mình và mình đi bán token. Ok chưa? Rồi, vậy thì mình sẽ kiếm như thế nào? Đó, bây giờ mới là vấn đề chính, mình sẽ kiếm như thế nào? Rồi, chúng ta sẽ vào game ha, đó là Axie Infinity. Đây, đây chính là giao diện của Axie Infinity. Thì mình sẽ nói về cái khó kiếm hơn trước, mình sẽ nói cái dễ kiếm hơn sau. Cái khó kiếm hơn trước đó là cái token AXS, cái token mà khoảng gần, lúc nãy mình nói ETH là 50 đô ấy. Rồi, đây là bảng leaderboard ha, các bạn bấm vào phần reward. Thì các bạn có thể thấy là nếu như mà rank các bạn càng cao á, thì các bạn có thể kiếm được phần thưởng là AXS. Ví dụ như là bạn top 1 thì Axie sẽ reward cho bạn là 500.000, rất lớn hả, 500.000 token AXS đó. Thì thực ra, thật sự mà nói thì lọt vào top này rất khó, bởi vì đây là game toàn thế giới mà các bạn biết có bao nhiêu ngàn, trăm ngàn, triệu user chơi, mà để lọt vào cái top này rất là khó, đúng không? Cho nên là nếu như mà bạn nào mà giỏi về game thật sự thì các bạn có thể cày để lên rank, lên level, rồi chúng ta có thể lọt vào top để mình claim AXS. Nhưng mà còn đối với những người, ví dụ như mình không phải là một người chơi game giỏi, thì mình sẽ kiếm bằng cách khác, đó là mình sẽ kiếm bằng SLP, đúng rồi, sẽ có hai cái là AS và SLP, đúng không? Các bạn bấm vào phần quest, thấy chữ quest ở trên này ha. Rồi, chúng ta sẽ có một cái là daily quest, là nhiệm vụ mỗi ngày. Nhiệm vụ mỗi ngày chúng ta cần làm 3 cái. Cái thứ nhất đó là daily check-in. Daily check-in ở đây này, đó, daily check-in. Tức là nó sẽ có cái chữ check-in rồi mình bấm vào. Giống như là các bạn đi làm, các bạn chấm công, các bạn bấm vân tay thì được gọi là check-in á. Thì ở đây cũng vậy, mình sẽ bấm vào, coi như là mình đã check-in xong. Mình hoàn thành được 1/3 nhiệm vụ mỗi ngày. Phần thứ hai đó là mình sẽ complete 10 adventure mode levels. Adventure mode levels là gì? Đó, các bạn thấy chữ cái chữ adventure ở đây không? Adventure tức là mình sẽ đánh với lại máy là BVE, là mình sẽ đánh với lại máy là adventure. Mình sẽ cần phải thắng được 10 trận adventure mỗi ngày. Thứ ba đó là win 5 arena matches. Đây, cái chữ arena ở đây đó là đánh với người, đánh với những team khác, thì mình cần phải thắng 5 trận arena mình mới hoàn thành nhiệm vụ. Rồi các bạn nhớ nhá, đầu tiên là check in nè. Thứ hai đó là mình cần phải thắng được 10 trận PvE, đó là 10 trận với máy. Và thứ ba đó là mình cần phải thắng 5 trận với PvP, là đánh với arena, đánh với người. Đó, thì sau khi mà hoàn thành được ba cái bước này, mình sẽ được claim 50 SLP. Các bạn thấy cái 50 ở đây không? Đó, 50 SLP. Rồi, cái nút claim này nó sẽ hiện sáng lên và mình sẽ claim được. Rồi, 50 SLP, các bạn nhớ cái amount đó mình có thể làm được trong một ngày ra một bên nhé. Thứ hai nữa, đó là mình sẽ cày được 100 SLP một ngày bằng cách là mình bấm vào Adventure. Các bạn có thể nhìn thấy cái logo này là SLP, đúng không? Nó hiện ra là 0/100. Tức là ngày hôm nay thì mình chưa làm được cái mình chưa earn được cái SLP nào cả. Nhưng mà nếu, bởi vì hiện tại game nó cũng hơi lag, cho nên là cái map này nó chưa hiện ra. Cho nên nếu mà các bạn chơi game á, thì các bạn khi mà các bạn thắng mỗi vòng thì nó sẽ cho các bạn SLP. Rồi, bây giờ mình sẽ đây, ví dụ như là rune, mỗi cái này thì được gọi là rune ha. Đây là rune 1. Rune 1 thì các bạn sẽ thắng rune 1 sẽ kiếm được khoảng 1 SLP khi thắng một rune. Rune 2 sẽ kiếm được khoảng 1 đến 2 SLP, và càng lên rune càng cao thì các bạn sẽ earn được SLP càng nhiều. Ví dụ như ở đây là rune 1 2 3 4 5 6 7. Rune 7 hoặc là rune 8, các bạn có thể kiếm được khoảng 5 đến 6 SLP một trận thắng. Rune 10, các bạn có thể kiếm được 7 đến 8 SLP một trận thắng. Đó, cho nên khi mà các bạn lên rune càng cao, level các bạn càng cao thì các bạn sẽ kiếm được càng nhiều SLP. Đó, vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao mình chơi đến rune 10 đi chẳng hạn, thì mình cứ chơi rune 10 thôi, mỗi rune thì mình sẽ kiếm được 8 SLP, vậy thì một ngày mình chỉ cần đánh khoảng 10 trận rune 10 là mình sẽ có được độ 100 SLP rồi. Nhưng mà thực ra nó không đơn giản như vậy. Nếu như mà con thú của bạn level đang thấp á,
level khoảng 3, khoảng level 3, level 4 mà bạn đánh rung 9, rung 10 thì các bạn sẽ khá là khó để thắng. Trừ khi nào mà level của bạn tầm cao cao một chút, bạn cày level lên 9, level 10 á, thì các bạn đánh cái rung 9, rung 10 khả năng thắng sẽ cao hơn. Đó, cho nên là các bạn phải đi từ 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 từ, chứ không phải là một chứ không phải là kiếm tiền một cách dễ dàng như vậy ha. Tiếp theo nữa là mỗi rune á, thì các bạn có thể đánh đi đánh lại. Tức là mình qua rune 2, mình thắng rune 2 rồi, xong rồi mình quay trở lại rune 2, mình sẽ đánh tiếp. Mình sẽ đánh tiếp và mình sẽ thắng rune 2 tiếp. Nó vẫn sẽ cộng SLP cho mình. Và còn thêm một điểm lợi nữa là nó sẽ cộng experience cho mình. Đó, mỗi con thú nó sẽ có một cái, nó sẽ có level. Và mỗi level nó sẽ có một cái thanh experience. Nếu như mà các bạn full thanh experience đó rồi, nó sẽ tự động nhảy cho các bạn lên một level khác. Đó, cho nên là các bạn cứ cày đi cày lại một rune hoặc là hai rune cũng được, miễn sao là level các bạn càng ngày càng tăng và cái thanh experience đó nó cũng sẽ full. Đó là ok, chứ không nhất thiết cứ phải đánh rune càng cao để được nhiều SLP trong khi level của bạn đang thấp. Ok ha. Đó, thì sau khi mà các bạn cày được 100 SLP một ngày tối đa cộng cho 50 SLP của Daily Quest, tức là một ngày các bạn sẽ được nhận 150 SLP, đúng không? Đó, một ngày sẽ kiếm được tối đa là 150 SLP. Các bạn có thể lấy, đâu rồi, đây, giá của SLP đang tầm khoảng 0.2 mấy 0.3 đi ha. 150 SLP mà các bạn nhân cho 0.3 thì nó sẽ ra được 45 đô. Tức là một ngày mình sẽ có thể kiếm được 45 đô. Nhân cho tiền Việt thì rơi vào khoảng tầm gần 1 triệu hoặc là hơn 1 triệu Việt Nam đồng. Đó, như là mình đã nói từ đầu video là một ngày các bạn có thể kiếm được 1 triệu Việt Nam đồng từ việc chơi game. Ok. Rồi, đó, rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà ở những video sau mình sẽ có thể hướng dẫn cho các bạn. À, không những là một ngày chúng ta có thể kiếm được 150 SLP mà chúng ta có thể kiếm được 262 SLP một ngày, nhưng mà mình sẽ để ở những video sau ha. Video này nó hơi dài rồi cho nên là mình sẽ nói sơ qua thôi là có thể kiếm được 150 SLP một ngày. Tiếp theo đó là mình sẽ nói sơ qua về sự khác nhau giữa Adventure và Arena. Thì Adventure này á là đây, các bạn có thể thấy là Adventure là mình sẽ chơi theo map, tức là mỗi vòng trong một cái map là một rune, mình sẽ đánh hết rune này đến rune khác, đánh hết rune này đến rune khác, mình sẽ kiếm được SLP và kiếm được experience là kinh nghiệm. Đó, thì chơi với máy rất là dễ, mình sẽ chơi với con bot của máy, rồi nó có những cái chiêu thức nào, rồi có những nhân vật nào, máu bao nhiêu, tất cả mọi thứ là mình sau khi mà mình đánh được khoảng 5-6 rune rồi, mình đã biết được gần hết những cái con đối thủ của mình rồi, cho nên là mình đánh bại nó rất là dễ. Đó, cho nên là chơi với máy sẽ dễ hơn chơi với Arena. Còn cái mode thứ hai á, đó là mode Arena. Mode Arena là mode đánh với người, tức là đánh với những team khác, đánh với người thật luôn, không phải là máy nữa. Cho nên là cái khả năng thắng tất nhiên là nó cũng sẽ khó hơn rất là nhiều. Và các bạn lưu ý một điểm nha, đó là energy. Đây, các bạn thấy cái hình sấm sét á, đó được gọi là năng lượng, được gọi là energy. Một ngày SC nó sẽ cho mình tối đa là 20 energy một ngày. Và energy này nó sẽ tăng, nó sẽ hồi phục lại 5 energy sau 6 giờ nếu như bạn đang sở hữu 3 đến 9 XC. Nhưng thực tế thì sau khi mà mình đã từng đợi khoảng 6 tiếng thì nó sẽ không hồi phục 5 energy cho mình mà nó sẽ tính theo ngày, tức là 7 giờ sáng hôm nay đến 7 giờ sáng hôm sau là được 20 energy. Tương tự như vậy, một ngày nó sẽ cộng 20 energy chứ nó không có cộng là sau 6 tiếng thêm 5 energy nữa. Sau khi mà ví dụ nha, mình sẽ đánh một ván Avenger, đánh một ván với máy. Nếu như mà mình đánh thắng á thì nó sẽ mất energy của mình. Đó, tức là từ 18 energy này nó sẽ chỉ còn 17 energy thôi. Nếu như mà mình đánh thua thì nó sẽ không mất energy của mình. Đó, nếu đánh thắng nha thì sẽ bị mất energy, còn đánh thua thì sẽ không bị mất energy. Rồi, nhưng mà thắng thì tất nhiên là sẽ có SLB nữa. Còn đối với Arena, khi mà mình bấm vào Arena đánh với người thì mình đánh thắng thì mình sẽ bị mất energy. Còn nếu như mà chúng ta đánh thua thì chúng ta vẫn sẽ bị mất energy. Nó sẽ khác nhau nha. Chơi với máy
thì thua các bạn cũng không bị mất energy nào cả. Nhưng mà còn chơi với người thì thua các bạn sẽ bị mất một energy. Đó, đó là điểm khác nhau. Chính vì cái điểm khác nhau này cho nên là nó mới sinh ra một cái được gọi là chiến thuật chơi để tối ưu lợi nhuận. Đó, tức là mình sẽ chỉ cho các bạn ở những video sau mình nên dành ra 20 energy một ngày này để mình đánh với máy, với người, rồi tỷ lệ chia ra sao để tối ưu hóa lượng SLB mình nhận á, thì mình sẽ chỉ cho các bạn ở video sau. Đó, nó rất là thú vị ha, khi mà có 2 mốt chơi khác nhau. Rồi, thì đó là điểm cơ bản khác nhau giữa Adventure và Arena, cũng như là những cái chỉ số trong game. Rồi energy là gì, rồi thực hiện daily quest như thế nào, rồi các bạn sẽ kiếm tiền được từ game bằng cách nào. Rồi, vậy thì mình vừa chia sẻ xong đó là cách chúng ta có thể kiếm tiền từ việc chơi game, cụ thể là game Axie Infinity. Thì bản thân mình cũng chơi khoảng 4 ngày rưỡi vừa qua thì mình đã kiếm được khoảng 682 SLP. 682 SLP các bạn có thể nhân cho giá hiện tại đang là 0.27, thì 682 nhân 0.27 thì là mình kiếm được khoảng 184 đô trong 4 ngày. Trung bình mỗi ngày là mình kiếm được khoảng 1 triệu, 4 ngày là 4 triệu 3. Đó, thì các bạn có thể thực hiện hóa cái việc kiếm tiền từ việc chơi game. Và mình thấy game Axie Infinity rất là hay, tạo ra những cơ hội cho những người mà ở nhà hiện tại đang dịch bệnh. Cho nên là có những anh chị em mà chúng ta ở nhà chúng ta gặp khó khăn trong quá trình gọi là thu nhập á, thì mình có thể hoàn toàn có thể tạo ra thu nhập cho bản thân mình bằng cách chơi game. Đó, mình thấy ý nghĩa của game rất là hay ha. Rồi ok, vậy thì đó là xong video ngày hôm nay. Các bạn đừng quên đó là cho mình một like và một subscribe cho 68TV nha. Và nếu như các bạn muốn nghe thêm những topic nào mình muốn mình làm thêm về những chiến lược chọn thú hay là tất cả những cái gì đó liên quan đến Axie thì comment bên dưới. Mình thấy nhiều comment thì mình sẽ làm video tiếp. Còn không thì mọi người có thể join vào group Telegram 68 Gaming. Mình sẽ để link ở ngay bên dưới phần description đó. Đó, ngay bên dưới đây nè. Các bạn có thể join vào và đặt những câu hỏi cho admin trong group thì 68 Gaming sẽ trả lời cho tất cả những thắc mắc của các bạn. Rồi, đó. Vậy là xong video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Đừng quên đó là nhấn like và subscribe cho 68 TV nhé. Thank you. Bye bye.